Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đã tổ chức hội nghị tọa đàm chuyên đề trách nhiệm cán bộ công chức trong việc tham gia xây dựng chính quyền số và kiến tạo đô thị thông minh. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tuần lễ chuyển đổi số của thành phố với chủ đề Long Khánh kết nối, hội tụ, phát triển. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được lãnh đạo VNPT tỉnh Đồng Nai và giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hướng dẫn hai chuyên đề về cẩm nang chuyển đổi số và chuyên đề trách nhiệm cán bộ công chức trong việc tham gia xây dựng chính quyền số và kiến tạo đô thị thông minh. Trong đó, các giảng viên đã giới thiệu triển khai các nội dung về việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi số, đồng thời nói đến vai trò cán bộ, công chức, viên chức tham gia ứng dụng chuyển đổi số trong thực thi công vụ, tham gia xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, xây dựng và phát triển chính quyền số nhằm tận dụng những bước tiến của công nghệ, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.